Thưa quý vị, công nghệ số đã và đang đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của xã hội. Với sản xuất nông nghiệp, công nghệ số góp phần thay đổi phương thức sản xuất, giải phóng tối đa sức lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, kết nối người bán, người mua, minh bạch thông tin. Ở nước ta, nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã và đang quan tâm đến chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và mang lại những hiệu quả thiết thực. Ngay tại thủ đô Hà Nội, hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ được coi là một điển hình. Hợp tác xã này đến nay đã số hóa được 15 sản phẩm rau củ quả. Sản phẩm minh bạch, đầu ra ổn định và rộng mở chính là hướng đi đã giúp cho các thành viên trong hợp tác xã yên tâm sản xuất. Và tiếp tục chương trình, xin mời quý vị hãy theo dõi phóng sự về hợp tác xã này mà các phóng viên của Nông nghiệp 24 giờ vừa thực hiện. Hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn, một tháng cung cấp ra thị trường từ 100 đến 120 tấn rau sản xuất theo quy trình Việt Gáp và Global Gáp. Trung bình mỗi ngày, hàng tấn rau sạch được xuất xưởng tới các hệ thống siêu thị, bệnh viện và cửa hàng thực phẩm sạch. Sau 6 năm thành lập và hoạt động, đến nay hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn đã số hóa được 15 sản phẩm rau củ quả. Khi mà mình tiếp cận với thị trường, tiếp cận với các cái đối tượng khách hàng có một cái nhu cầu cao hơn chất lượng sản phẩm, một cái số lượng lớn hơn về cái số lượng sản phẩm, thì buộc chúng ta phải ứng dụng công nghệ. Và đây là cái con đường tất yếu để chúng ta có thể chiếm lĩnh được thị trường. Khi mới thành lập, hợp tác xã gặp khó khăn trong vấn đề quản lý sản lượng vùng rau. Khi thời tiết thuận lợi, rau dư thừa, còn khi thời tiết bất lợi, nông dân và hợp tác xã phải bán rau với giá bèo bọt, thậm chí nhổ bỏ. Vì thế, hợp tác xã đã tìm đến các nhà khoa học và thực hiện ứng dụng trạm quan trắc thời tiết iMetos và cụm công nghệ iGAP để giúp cho các hộ sản xuất điều chỉnh kế hoạch xuống giống, quy trình chăm sóc rau kịp thời khi thời tiết biến động. Ngoài ra, hợp tác xã còn đầu tư lắp đặt 8 camera tại đồng ruộng, kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, giúp cho ban giám đốc có thể dễ dàng quản lý vùng sản xuất theo quy trình. Chúng tôi dựa trên cái thời tiết báo trực tiếp luôn hàng ngày hàng giờ tại cái trạm luôn. Thì chúng tôi có thể như vậy là gieo trồng, là tưới, rồi bón, rồi hoặc là phun thuốc, tất cả mọi thứ mình chủ động được trong cái công việc làm của mình. Hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn cũng là một trong số 66 hợp tác xã nông nghiệp điển hình giai đoạn 2022-2025 của cả nước được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lựa chọn để tham gia COP 66, hay còn gọi là Cộng đồng chuyển đổi số hợp tác xã. COP 66 sẽ giúp các hợp tác xã gắn kết, tương tác, trao đổi, thảo luận và nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các đơn vị quản lý, tiếp cận các giá trị tiện ích công nghệ, khoa học kỹ thuật và phát triển giá trị kinh tế số hiệu quả trong môi trường kinh tế tập thể. Muốn chuyển đổi số có hiệu quả thì các hợp tác xã phải định hình cái mô hình kinh doanh một cách tức là bài bản. Tức là anh nhắm vào các cái thị trường như thế nào, phân khúc thị trường là sao, tiêu chuẩn chất lượng của anh như thế nào, thì tất cả những cái đấy nó sẽ được giá trị hóa thông qua cái việc mà số hóa. Sau 6 năm xây dựng và phát triển, hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn đã đạt được những kết quả rất tích cực và khả quan. Bước phát triển tiếp theo của hợp tác xã là chuyển dần sang sản xuất rau hữu cơ, rau công nghệ cao, đồng thời hoàn thiện chuỗi khép kín, ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa sản phẩm sạch, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Xác định nông nghiệp không thể đứng độc lập trong tiến trình chuyển đổi số, hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ của Hà Nội đã tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào quá trình sản xuất kinh doanh. Và đến nay thì 100% thành viên đều có điện thoại di động thông minh và được tập huấn một cách bài bản. Và mục tiêu của hợp tác xã này đó là mở rộng diện tích rau an toàn, rau hữu cơ và tiếp tục ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cũng sẽ có những khó khăn, thách thức khi chuyển đổi số, bởi người thực hiện không ai khác chính là nông dân. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị lắng nghe ông Hoàng Văn Thám, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Rau quả sạch Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, chia sẻ chi tiết hơn với phóng viên của Nông nghiệp 24 giờ. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ. Hợp tác xã của chúng ta đã và đang bắt nhịp với chuyển đổi số như thế nào và có những cái thuận lợi cũng như khó khăn ra sao thưa ông? Xu hướng chung, thị trường đều muốn cái minh bạch cái sản phẩm. Thì việc ứng dụng chuyển đổi số vào cái truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm rau là một con đường cũng để mà người nông dân có thể tiếp cận thị trường nhanh nhất và như vậy lại hiệu quả nhất đối với cái sản phẩm của nông dân đưa ra thị trường đến tay người tiêu dùng. Thì đối với cái lĩnh vực này thì chúng tôi đang như vậy ứng dụng cái hệ thống chụp ảnh cũng như cái truy xuất nguồn gốc bằng hình ảnh
Đồng thời với cái truy xuất nguồn gốc ảnh thì chúng tôi cũng đang tiếp tục để tham gia vào các cái chương trình ứng dụng cái truy xuất nguồn gốc bằng cái sổ ghi chép nhật ký điện tử để gắn cái việc truy xuất ngoài đồng với lại cái thống kê sản lượng sản xuất của người nông dân. Và khi đó chúng ta cân đối được cái cung cầu. Có hai cái khó khăn chính. Thứ nhất là chúng ta đang thiếu cái nguồn lao động chất lượng cao. Chúng tôi cũng đang như vậy là có các cái giải pháp để mà kêu gọi cũng như là mời gọi các cháu mới ra trường hoặc là những người đã có yêu mến nông nghiệp để tham gia tích cực vào để hỗ trợ hợp xã. Bên cạnh cái việc là chúng tôi đưa ra cái chính sách ưu đãi về tiền lương cũng như là các cái chính sách bảo hiểm xã hội thì để mà thu hút cái nguồn nhân lực chất lượng cao về hợp xã. Thứ hai là người nông dân thì bản thân thì cái học vấn thì đã thấp, lại là tuổi thì cao. Cho nên chúng tôi cũng phải kiên trì thôi. Chúng ta cái này thì không thể thay đổi nông dân được, mà phải kiên trì như vậy, tập huấn cho bà con, hướng dẫn, cầm tay chỉ việc để bà con có thể là tự mình chụp ảnh, đưa được cái dữ liệu, đưa vào cái hệ thống phần mềm của xã để chúng ta có thể áp vào cái hệ thống tem truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra thì chúng ta cần phải có những kỹ sư thường xuyên vào đồng để mà cùng bà con, đồng hành cùng bà con. Thì khi đó chúng ta sẽ từng bước để sẽ giải quyết cái việc khó khăn của hợp xã. Với những chia sẻ của ông thì rõ ràng là khi thực hiện chúng ta cần một cái sự kiên trì và quyết tâm, đúng không ạ? Làm nông nghiệp thì lại càng phải kiên trì, càng quyết tâm. Cho nên là không có con đường khác, là chúng ta muốn phát triển thì chúng ta phải dắt tay nhau cùng đi. Và chúng ta phải liên kết chặt chẽ giữa hợp xã với hộ nông dân và giữa các hộ nông dân với nhau. Để chúng ta phải kiên trì theo đuổi con đường là minh bạch hóa cái sản phẩm của mình. Đến tay người dùng là cái chất lượng phải là đầu tiên. Cho nên là người tiêu dùng rất muốn và chúng tôi cũng rất muốn để làm sao cái sản phẩm của mình minh bạch đến tay người tiêu dùng và đảm bảo cái chất lượng an toàn nhất. Khi mà chúng ta ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh thì đã giúp cho các cái mối liên kết của hợp tác xã nó bền chặt như thế nào ạ? Cái liên kết ở đây thì nó có mấy cái liên kết. Thứ nhất là hợp tác xã liên kết trực tiếp với các hộ tại cái vùng Trúc Sơn này cũng như là các cái vùng chung quanh để chúng tôi có những cái ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho các hộ và ứng vật tư cho các hộ để chúng ta thực hiện một cái liên kết nó chặt chẽ hơn, liên kết có trách nhiệm hơn và nó công bằng hơn giữa cái chuỗi giá trị là được chia sẻ cái lợi nhuận cho người sản xuất và như vậy là cũng công khai hóa cái việc đối với người tiêu dùng, làm sao cái hợp tác xã thực sự là một cầu nối giữa cái sản phẩm của người nông dân đến tay người tiêu dùng. Thứ hai là cái liên kết giữa hợp tác xã này với hợp tác xã khác thì chúng tôi cũng đang là một trong những đầu mối để liên kết các hợp xã trên địa bàn huyện. Để làm sao mà bởi vì thực ra một cái địa bàn thì chúng ta cũng không thể mà sản xuất được tất cả các sản phẩm. Trong đó thì thị trường lại rất muốn đa dạng thì chúng ta muốn tăng cái sản lượng lên và đáp ứng được cái những khách hàng có tính thì buộc chúng ta phải đa dạng sản phẩm. Cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi ạ. Cũng liên quan tới chuyển đổi số trong nông nghiệp, thưa quý vị, mã số vùng trồng là điều kiện bắt buộc đối với những thị trường xuất khẩu khó tính và là một trong những yếu tố phục vụ cho truy xuất nguồn gốc nông sản. Đến nay thì Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cấp gần 4.000 mã số vùng trồng trên cả nước. Với con số này, việc quản lý mã số vùng trồng đang là vấn đề đặt ra với ngành nông nghiệp Việt Nam. Để giải quyết vấn đề này, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc thực hiện triển khai hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu cấp quản lý mã số vùng trồng là bước đi ban đầu trong việc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực trồng trọt, đồng thời sẽ giải quyết được bài toán đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Với 142 mã số vùng trồng trái cây gồm vải, nhãn, chuối, dưa hấu và thanh long đủ tiêu chuẩn xuất khẩu và 76 mã số cho cơ sở đóng gói xuất khẩu, nông sản của tỉnh Hải Dương đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường yêu cầu cao như Nhật Bản, Mỹ, EU. Để quản lý 142 mã số vùng trồng này, ngành trồng trọt tỉnh Hải Dương đã ứng dụng chuyển đổi số, tức là dùng phần mềm để kiểm tra, giám sát tất cả hoạt động từ vùng trồng, quy trình sản xuất đến thu hoạch, chế biến. Chỉ cần hướng dẫn qua là bà con nông dân cũng đã nắm được, đã tra cứu vào, đặc biệt là như mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói là tra vào biết tên mình, tổ mình, diện tích và người coi như đang sử dụng, đang cầm cái mã số vùng trồng đã được cấp. Thống kê của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy đến nay đã cấp gần 4.000 mã số vùng trồng và gần 2.000 mã số cơ sở đóng gói trên cả nước. Để quản lý tất cả mã số này, Cục Bảo vệ Thực vật đã xây dựng phần mềm sẵn sàng xuất khẩu với các giải pháp đồng bộ và một hệ sinh thái các ứng dụng, nền tảng số nhằm đảm bảo nông sản có nguồn gốc thực vật của Việt Nam được sản xuất đúng theo tiêu chuẩn, tuân thủ đúng các quy định của các thị trường nhập khẩu, hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp bền vững, chuyên nghiệp, sẵn sàng xuất khẩu để nâng tầm thương hiệu cho nông sản Việt Nam. Cục Bảo vệ Thực vật hiện nay đang xây dựng một cái hệ sinh thái về sẵn sàng xuất khẩu. Hệ sinh thái này bao gồm phần lõi chính là cái phần cơ sở dữ liệu quốc gia về mã số vùng trồng và cơ sở
sở đóng gói hướng tới sẽ kết nối đến tận từng cái mã số vùng trồng, từng cơ sở đóng gói trên cơ sở đó sẽ kết nối xuyên chuỗi với chi cục bảo vệ thực vật, với cục bảo vệ thực vật và với các đơn vị ngoài cửa khẩu, và tiến tới là sẽ kết nối với các đơn vị xuất khẩu ở phía bên kia biên giới. Thì chúng tôi thấy được là cái sự mà chủ động, tự tin trong cái việc sản xuất cũng như là nắm bắt được cái tinh thần và cũng như cái quy định của những cái nước mà nhập khẩu những cái mặt hàng của chúng tôi có dự kiến như muốn xuất đi. Khẳng định số hóa là thước đo tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cùng với Cục Bảo vệ Thực vật thì Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết sẽ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu cấp quản lý mã số vùng trồng trong năm 2022 để nâng cao hiệu quả chuyển đổi số. Phía Cục Trồng trọt sẽ phối hợp với VNPT tổ chức các xây dựng các tài liệu rồi tập tổ chức gọi là hướng dẫn tập huấn chuyển giao cho các cơ quan chuyên môn của địa phương nơi mà họ thực hiện cái việc giám sát và cấp cái mã số vùng trồng này. Song song cái việc đấy thì phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như phía Cục Trồng trọt sẽ đề xuất xây dựng cái chính sách để hỗ trợ người dân tham gia việc thực hiện chuyển đổi số, đây là cấp và quản lý mã số vùng trồng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến cuối năm 2022 sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu cấp quản lý mã số vùng trồng nhằm nâng cao hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp và người trồng trong việc tổ chức sản xuất, kết nối thị trường, truy xuất nguồn gốc, phục vụ xuất khẩu. Những nội dung được ưu tiên cập nhật phục vụ cho việc quản lý của ngành và các địa phương là thông tin dữ liệu về danh mục giống lưu hành, giống cây trồng được bảo hộ, diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, văn bản quy phạm pháp luật.